đã thành thói quen. Sau mỗi buổi học, thay vì vui đùa chạy nhảy, các em học sinh trường tiểu học Thần Sa lại tập trung thành từng tốp cùng nhau ngồi đọc sách. Những cuốn truyện cổ tích dân gian hay chuyện về những danh nhân, anh hùng lịch sử thường được các em tìm đọc nhiều nhất. Ở nhà con không có nhiều sách, con lên đến trường, ở thư viện có rất nhiều sách để cho con đọc và để cho con có nhiều kiến thức hơn. Con rất thích đến trường bởi vì đến trường có rất là nhiều sách. Trong thư viện các cô trang trí rất là đẹp và có rất là nhiều sách. Con có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi. Có rất nhiều cuốn sách hay để dạy mình những kỹ năng về cuộc sống. Trường tiểu học Thần Sa hiện có gần 300 học sinh. Hầu hết các em đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Điều kiện tiếp cận với các nguồn sách báo, tài liệu tham khảo rất hạn chế. Ngoài việc kêu gọi ủng hộ các đầu sách để đáp ứng nhu cầu đọc sách của học sinh, nhà trường đã chủ động tạo nhiều không gian đọc khác nhau, vừa ở trong phòng thư viện, vừa ở không gian mở sân trường. Điều này giúp các em có thể tiếp xúc với sách ở bất kỳ nơi đâu trong trường. Đồng thời, thư viện mở giúp các em có được sự thoải mái, thư giãn nhất khi đọc sách. Thư viện cũng tham mưu với lại ban lãnh đạo nhà trường và tổ chức nhiều các cái hoạt động. Thứ nhất đây là tổ chức tuần lễ học tập suốt đời, kể chuyện theo sách và xây dựng từ túi sách ở các lớp của học sinh. Bên cạnh đó thì thư viện cũng chăm chú vào là trang trí các góc, bố trí các góc. Đặc biệt là cái công tác chỉ đạo đối với lại nhân viên thư viện là tạo điều kiện cho các em được mượn sách trong các cái giờ hoạt động ngoài giờ và kể cả là mượn sách về nhà để cùng đọc, cùng chia sẻ với ông bà, bố mẹ ở gia đình. Với những cách làm hay sáng tạo trong việc xây dựng các không gian đọc sách của trường tiểu học Thần Sa đã góp phần lan tỏa tình yêu sách đến các em học sinh vùng cao, qua đó nâng cao tri thức và dần hình thành văn hóa đọc, giúp các em hình thành và phát triển nhân cách toàn diện, có kiến thức nền vững vàng, định hướng rõ để phát triển bản thân trong tương lai.